Ngày 16 tháng 11, ông Doãn Huy Thành, trưởng công an xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận tại địa phương vừa có một người phụ nữ trở về sau 25 năm biệt tích và địa phương đang phối hợp để giải quyết trường hợp này. Theo ông Doãn Huy Thành, người phụ nữ tên Nguyễn Tờ, 1977, có bố là ông Nguyễn Đờ, và mẹ là bà Nguyễn Tờ. Đờ đã mất ở xã Đông Hòa, trở về địa phương vào tối ngày 9 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, hiện ông V không còn nhà cửa ở địa phương mà đang sống nhờ một người tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chị ơi, đang sống tạm tại gia đình bà Nguyễn Thị Khoa là dì ruột tại thôn Chính Bình. Theo người thân và lời kể của chị ơi, chị bị một người phụ nữ lừa đưa chị đi ăn phở, mua quần áo rồi sau đó lừa bán sang Trung Quốc từ năm 1994. Mới đây, chị bị phía Trung Quốc bắt khi đang xuống chợ mua rau và bị đẩy về nước, ông Thành nói. Cũng theo ông Thành, vào ngày 9 tháng 11, ông nhận được thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa nói có một trường hợp khai báo bị bán sang Trung Quốc được nhà xe chở từ Quảng Ninh về Thanh Hóa là công dân của xã. Sau đó công an xã Đông Hòa đã cho xác minh và xác định bà E là người địa phương mất tích 25 năm trước. Trưởng công an xã Đông Hòa cho biết hoàn cảnh của bà E rất éo le, mẹ mất sớm, bà ơi, và một số người khác phải sống nhờ vào người thân bên mẹ. Chị ơi, được một người bác ở xã Đông Giang, huyện Đông Sơn, nhận nuôi từ năm 9 tuổi. Đến năm 1994, chị mất tích khỏi địa phương đến tận bây giờ, hộ khẩu, hộ tịch cũng không còn gì nên chúng tôi đã báo cáo lên công an huyện có hướng giải quyết, ông Thành cho hay. Được biết, bà Nguyễn Tờ bị một người phụ nữ lừa bắt bán sang Trung Quốc làm vợ cho một người đàn ông bản địa và sinh được hai con gái, một người khoảng hơn 20 tuổi và một người khoảng 10 tuổi. Sau khi bị bắt và trục xuất về Việt Nam, bà cũng mất liên lạc luôn với hai đứa con bên Trung Quốc của mình.